mentor các anh chị ở phương pháp cùng toàn thể quý vị. Tôi xin phép tôi giới thiệu, tôi là Mai Quang Thịnh, để tiết dưới là CEO Founder của công ty cổ phần công nghệ số toàn cầu. Đơn vị sẽ giới thiệu dự án nền tảng kỹ thuật cung cấp 4.0 cho nông nghiệp organic. Vâng, cái nền tảng này là từ một cái thực trạng rất là đau đớn của xã hội. Thứ nhất là vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thứ hai là những cái người chết vì ngộ độc thực phẩm. Và hàng năm có đến 200.000 người bị ung thư do ăn phải các thực phẩm bẩn. Đó là nỗi đau của xã hội mà đó là cái mà công ty chúng tôi muốn làm. Vâng. Đây là những cái công văn của nhà nước đấy ạ. Rất nhiều công văn giấy tờ đã được triển khai rồi. Nhưng mà chúng ta chưa giải quyết được. Và hôm nay dự án của chúng tôi cố gắng là truyền đạt một chút cái tâm nguyện của anh em trong ban sáng lập về cái dự án này. Dự án mang tên là vntech.net. Mục tiêu của dự án có 3 mục tiêu rất là rõ ràng. Thứ nhất là chúng tôi sẽ xây dựng một cái nền tảng truy xuất nguồn gốc cho nông nghiệp organic. Cái mục tiêu thứ hai là chúng tôi sẽ tìm ra một giải pháp chống hàng giả dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những cái sản phẩm của chúng tôi đã truy xuất nguồn gốc và bán trên sàn thương mại điện tử. Và đương nhiên rồi, những cái sản phẩm tôi bán thì chắc chắn là nó sẽ khác dạng để truy xuất nguồn gốc. Vâng, tiếp theo các bạn nhìn thấy đội ngũ chúng tôi là có 3 người ban đầu: tôi, anh Nguyễn Bình Minh, giảng viên Đại học Thương mại; chị Đào Thị Huyền Sâm là giám đốc của Genopharm Organic, là đơn vị chúng tôi triển khai cái nền tảng truy xuất nguồn gốc này; và anh Hồ Tường Vinh là phó viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ, tiến sĩ về khoa học máy tính của Canada, đang hiện đang công tác giảng viên đó, là cái đơn vị tư vấn và hỗ trợ tôi về công nghệ này. Tiếp theo các bạn nhìn thấy đây là có 8 thành viên trong ban tư vấn. 8 thành viên này thì ở đây có một số người thì các anh chị biết, anh Hồng là chuyên về giải pháp khách hàng VinaCSG, đơn vị chống hàng giả đồ số 1 ở Việt Nam. Cái thứ hai là anh Nguyễn Tiến Thanh, tổng biên tập tạp chí Việt Nam, tổng biên tập đời sống pháp luật, là cái đơn vị bảo trợ truyền thông cho dự án. Anh Thanh là trưởng viện nghiên cứu y học cổ truyền Việt Tĩnh, chuyên phân tích nghiên cứu các cái hàm lượng chất cho cái thực phẩm của chúng tôi. Anh Nguyễn Tấn Linh là chuyên gia về đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp. Chị Hoàng Tuyết Mai là hỗ trợ về mặt tài chính, hiện đang là giám đốc tài chính của PVI, là đơn vị dầu khí Việt Nam. Anh Lê Vinh Tuấn hiện đang là CEO của Sotatech, đơn vị thiết kế web app và blockchain truyền thông. Ở đây có anh Nguyễn Học Viện đang có ở dưới đấy, là chuyên gia về logistics. Chúng tôi dựa trên 2 cái chứng nhận này của Genopharm Organic để chúng tôi làm truy xuất nguồn gốc. Và cái chứng nhận này được chứng nhận tháng 10 năm 2019. Sau 4 năm miệt mài của chị Đào Thị Huyền Sâm nghiên cứu với từng cây rau để ra được 2 cái chứng nhận này. Một chứng nhận của, đây là của Hoa Kỳ, chứng nhận này của Liên minh châu Âu. Là organic nó rất khó, để ra được cái này mất 4 năm với 360 tỷ mới ra được cái farm organic này. Còn về cái công nghệ của chúng tôi là chúng tôi sẽ truy xuất nguồn gốc như sau. Thứ nhất là truy xuất từ giống, quy trình chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, làm sạch, đóng gói. Thứ hai nữa là cái bước tiếp theo là bảo quản, logistics, quy trình phân phối, bán hàng, và có một cái phần kết nối API với các đơn vị về organic. Và cuối cùng thì chúng tôi mã hóa dữ liệu này trên blockchain. Và đây, quy trình thu thập dữ liệu của chúng tôi như sau. Trước tiên chúng tôi sẽ triển khai thiết bị vào các cái hạng mục của quy trình. Sau đó chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu hệ thống AI. Ở đây có hệ thống AI của FPT, hệ thống AI của chúng tôi phát triển sẽ làm sạch dữ liệu để cho mã hóa dữ liệu này để đưa vào blockchain làm sao một cách tốt nhất. Còn cụ thể về kỹ thuật thì chắc là cần phải có những cái câu hỏi sau. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi đã triển khai ở Genopharm Organic, đơn vị VinaCSG, FPT và một số đơn vị thành viên khác tham gia vào hệ sinh thái của chúng tôi. Và đây là cái mốc thời gian lộ trình dự án. Lộ trình dự án được khởi động ngày 27 tháng 9 năm 2019. Và đến nay là chúng tôi đã phát triển xong phần teamwork và cơ bản hoàn thành phần công nghệ. Dự kiến đến ngày 27 tháng 9 năm 2021, chúng tôi sẽ cho ra mắt sản phẩm truy xuất nguồn gốc công nghệ blockchain đối với các sản phẩm organic.
và các năm tiếp theo làm business, làm e-commerce và triển khai theo mô hình global. Và với cả các vị ở đây là chúng tôi làm cái này để phục vụ xuất khẩu là chính. Ở vòng huy động vốn chúng tôi sẽ triển khai theo 4 vòng. Vòng thứ nhất là 5% tương đương với 2,5 tỷ đồng. Cái này để trả cho phần outsourcing, để marketing và quan trọng nhất đó là để tiến hành xây dựng hệ thống IoT. Vâng, tiền chúng tôi thu được từ đây đã. Thứ nhất là cái tem chống hàng giả có hai cấp độ. Cấp độ là thứ nhất là cấp độ chỉ truy xuất cái thông tin thôi và lịch sử mua hàng. AI nó sẽ phát hiện ra là bạn mua hàng ở đâu, thời điểm nào, lúc nào, bây giờ là ai là người mua hàng. Và hệ thống thứ hai là sẽ có phần report, phần báo cáo về cái hàng giả và có người sẽ phải chịu trách nhiệm với cái sản phẩm đó nếu những cái sản phẩm cao cấp hơn. Còn đối với truy xuất nguồn gốc, chúng tôi có 3 cái lớp để truy xuất nguồn gốc. Lớp thứ nhất là truy xuất những kênh phân phối, lịch sử mua hàng. Cái thứ hai ấy là quy trình sản xuất, nó có thêm cái quy trình sản xuất. Và cái lớp thứ ba đó là chúng tôi truy xuất đến nguồn giống của các đơn vị phân phối giống cho cho các vườn organic, các farm organic. Vâng, phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả quý vị.